tức là đã tối ưu và không có còn vấn đề gì là không ổn định nữa hết. Tại vì giống như bây giờ cho một đứa trẻ nó có nâng tạ thì nó cũng không có xây cơ bắp nhiều, tại vì nó không có testosterone, nó chưa dậy thì, hiểu vấn đề không? Nên nó không có bự cơ lên được, trừ những một số trường hợp giống như chúng ta thấy trên mạng là rối loạn hóc môn kia nọ thì mấy em đó tự động có cơ, sinh cơ ra nhiều hơn đối với cái phần còn lại. Ha. Thì tức là độ tuổi mà khúc giữa đó, khúc giữa mà mình học, tức là toàn bộ những gì mình đang học là dạy cho gọi là mọi người, nhưng trong cái đoạn tuổi mà từ 6 đến 65 luôn, từ 6 đến 65 thì có những cái phân khúc tuổi mà chúng ta cần lưu ý, ví dụ như từ 6 đến 20 lưu ý cái gì và từ 65 trở lên lưu ý cái gì đó. Ha. Còn cái phần khúc giữa gọi là tối ưu vận động, tối ưu mọi thứ rồi, nên chúng ta cứ áp dụng hết mọi thứ thôi. Còn cái nào cần lưu ý thì đã lưu ý trong hết cái quá trình từng cái bài mà mình học rồi. Ok, hiểu rồi. Ok, hiểu không? Hiểu không? Chứ không phải là Hiểu người rồi. ta bỏ qua cái khúc giữa. Khúc giữa là À. nó tối ưu hết rồi. À, Tối ưu về hiểu mặt rồi. cơ thể hết rồi. Ok. Đây là mình lưu ý những cái trường hợp đặc biệt. Được chưa? Rồi. Vai trò của tập luyện sẽ giúp cải thiện đối với người già. Ở đây là gì? Đối với người cao tuổi sẽ cải thiện được đối với người lớn tuổi á, sẽ giúp cho họ gọi là độc lập trong trong cái việc vận động và sinh hoạt. Giống như tuổi càng lớn nhưng mà họ vẫn có thể đi lại được, vẫn có thể làm công việc được, kiểu đi lên đi xuống làm công việc nhà chẳng hạn cho vui, hoặc là nấu ăn chẳng hạn, hoặc là khả năng ghi nhớ lâu hơn. Thì đối với cái đối tượng người lớn tuổi á, họ muốn những thứ như vậy chứ không có như độ tuổi của mình hoặc là khúc giữa đó. Thì sao ta, có thể giống như là khi mà họ duy trì được những cái mà thói quen sinh hoạt bình thường một cách độc lập á, cái độ tuổi người cao tuổi cũng sẽ đỡ cảm thấy tự ti hơn về bản thân. Đó là về mặt tâm lý một phần đó. Thì khi tập luyện vận động sẽ giúp cho kéo dài cái độ tuổi vận động ra. Ví dụ chúng ta tập từ bây giờ và duy trì nó đến 40, 50 tuổi, 60 tuổi thì có thể chúng ta sẽ vẫn mạnh khỏe hơn so với cái phần còn lại những người không tập luyện gì. Thì đến ngang mức tuổi 40 mấy, 50 bắt đầu sẽ gọi ta không còn khỏe mạnh như hồi lúc còn trẻ nữa. Đó thì mục đích tập luyện là như vậy, và đối với người cao tuổi là để họ tự độc lập được trong sinh hoạt hàng ngày. Rồi. Ở đây cũng có ý hồi nãy của Duyên có nói, khi tuổi càng cao thì cái việc đồng bộ hóa khả năng vận động sẽ bị giảm và mất cái chức năng vận động. Tức là ở trên điều khiển ở dưới không được. Cơ thể không có làm theo ý muốn của mình nữa. Bên cạnh đó còn có những cái bệnh lý như là loãng xương, viêm khớp, đau lưng dưới hoặc béo phì. Ok. Rồi. Your training. Cái bảng này thì lại là của cái đối tượng trẻ em ha. Mấy bạn có sách á thì coi chừng lộn ha. Đây là đối tượng trẻ em nè, nằm trong phần người cao tuổi nhưng mà là đối tượng trẻ em, là cái phần tóm tắt lại cái quá trình, những cái lưu ý khi mà training cho đối tượng trẻ em. Rồi. Như ở trẻ em á thì chưa phát triển đầy đủ nên không tối ưu được vận động. Thì ngược lại, đối với tuổi người cao tuổi thì những cái chức năng vận động và chức năng của cơ thể bắt đầu rớt dần, bắt đầu mất dần đi, không còn tốt như lúc trước nữa, và bắt đầu sẽ liên quan đến bệnh lý nhiều. Ở đây dịch rồi mà lại quên nữa. Đây này. Đợi mình xíu, mình quên mất từ này là cái gì rồi. Xơ cứng động mạch, xơ cứng động mạch và xơ vữa động mạch. Xơ cứng và xơ vữa
Khi mà chúng ta cao tuổi á, già đi á, thì những cái động mạch của chúng ta tự động nó sẽ mất đi cái chức năng đàn hồi, mất đi khả năng đàn hồi. Thì chuyện gì xảy ra khi nó mất cái chức năng đàn hồi? Thì nó không còn đưa máu đi đến những cái chi của chúng ta được tốt như lúc lúc trước nữa. À, các bạn có từng nghe qua co bóp nhu động không? Chắc Duyên nghe rồi đúng không? Co bóp nhu động. Co bóp nhu động đặc biệt là phần tiêu hóa đó. Tức là đồ ăn di chuyển trong đường ruột bằng co bóp nhu động. Thì những cái mạch máu cũng tương tự như vậy. Nó giống như là tưởng tượng như nó có một cái đường sống đẩy máu đi. Mỗi lần tim bóp một cái thì máu sẽ đẩy đi. Thì khi mà những cái động mạch bị xơ cứng á, nó sẽ giảm đi chức năng co bóp, khả năng đàn hồi của cái động mạch, làm cho máu bị ứ động và làm cho mật độ máu bị tăng lên, hoặc là khi bị xơ cứng như vậy á, cái đường mạch máu của chúng ta bị hẹp lại, dẫn đến chuyện là tăng huyết áp tăng lên cao đó. Rồi còn bên cạnh đó, các bạn có thể nói hai chữ này là hai cái này nhìn nó giống nhau, thật ra nó là hai cái khác nhau. Xơ cứng động mạch là do tuổi tác, hầu hết là do tuổi tác, đến tuổi là nó sẽ cứng lại. Rồi còn như này là xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch, miễn có cái chữ xơ thì có nghĩa hiểu nôm na là không còn hoạt động được đúng chức năng nó nữa, nó bị cứng lại. Ở trên là xơ cứng mất chức năng đàn hồi, ở dưới là xơ vữa là do quá trình chúng ta, ở đây phụ thuộc nhiều vào cái lifestyle nè, cái thói quen sống của chúng ta nè, nên nó bị tích tụ mỡ chất béo ở trong cái động mạch. Hai cái này nó khác nhau, một cái là cái thành mạch bị cứng, một cái là bị đóng ở bên trong, đóng lớp lipid, lớp mỡ bên trong, và nó đi bằng bởi cái lifestyle của chúng ta như thế nào: hút thuốc nè, smoking, bị béo phì nè, và lối sống lười vận động, ít vận động, sedentary. Sedentary này một số người định nghĩa nó sẽ là cái dân số mà người ta làm việc văn phòng rồi vận động ít hơn 3 lần tuần chẳng hạn, thì đều xếp vào sedentary lifestyle này đó, và một số lý do khác. Rồi nó sẽ làm giảm đi cái lưu lượng máu, và kết quả là xây dựng nên những cái chữ plaque này, tức là cái mà nó đang ám chỉ đến cái việc là xây lên cái bức cái mảng xơ vữa của những cái lớp mỡ, lớp lipid đó, ở trên thành động mạch ha, và dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp. Hai cái đều là tăng huyết áp, blood pressure, nhưng mà ở trên là nó khác, còn dưới nó khác ha, phân biệt một xíu thôi. Rồi dưới này, cái này peripheral là xơ vữa động mạch ngoại vi thì phải, động mạch ngoại vi. Nếu bây giờ tăng huyết áp, bệnh mạch máu ngoại vi, tăng huyết áp. Rồi về huyết áp chúng ta bình thường dao động từ ngưỡng thấp nhất là 120-80 và đến 139 trên 89, tức là dưới cái này, dưới 140-90 để đo huyết áp. Rồi, cái gì lưu ý cho cái này nữa? Muscle mass. Một số chức năng sinh lý bị thay đổi và giảm khả năng duy trì nhịp đập tim, khả năng bơm máu của tim, giảm về khối lượng cơ, khả năng thăng bằng, khả năng phối hợp cơ thể, neuromuscular. Rồi mấy cái mô liên kết cũng bị, có thể bị xơ cứng, cũng bị yếu dần đi. Rồi xương cũng vậy, xương cũng bắt đầu mật độ nó thấp hơn, bị dễ bị loãng xương hơn. Thì những cái yếu tố này sẽ liên quan đến vấn đề tuổi tác, thì khi tập luyện cũng sẽ hướng đến chuyện là cải thiện các vấn đề này.
Ví dụ hai cái đầu tiên sẽ cải thiện bằng việc tập cardio. Những cái về balance coordination này thì sẽ tập luyện về motor unit, những cái bài tập kiểm soát vận động. Rồi muscle mass, mục tiêu muscle mass ở đây không phải là để bự nữa mà là để giữ được cơ bắp, để giữ được cơ bắp để không bị mỏi, không bị mệt. Rồi. Các thay đổi đối với người có sinh lý bình thường hoặc là người giàu, thay đổi về chức năng sinh lý đều có những cái phản hồi đối với việc tập luyện. Rồi. Mà sẽ phản hồi bằng cách gì đây? Khả năng. Đối với người lớn tuổi thì sẽ giảm cái capacity. Giảm cái sự chịu đựng, sức chịu đựng của cơ thể. Giảm về cái sức bền, giảm sức mạnh, giảm sức bền, giảm hệ thống cardio, tim mạch và hệ thống và khả năng phản hồi kiểm soát cơ thể. Rồi, vậy từ những cái mà bị lão hóa như vậy á, chúng ta sẽ đặt vấn đề là cần tập luyện cái gì? Thì ở đây người ta chú trọng vào cải thiện những chuyển động nền tảng. Những chuyển động nền tảng thì gọi có thể hiểu nôm na là các cái movement pattern mình hay nói á, những cái chuyển động mà hàng ngày mình phải làm. Giống như ở trên hôm trước mình trên Facebook mình có một cái bài của cái page Squat University á, nói là cái việc chúng ta squat á, cái việc chúng ta tập luyện squat chẳng hạn thì không phải cái đó là để chúng ta cứ suốt ngày nghĩ đến chuyện là tăng tạ tập cho nặng lên, mà hãy nghĩ đến cái chuyện chúng ta tại sao chúng ta squat. Chúng ta squat để chúng ta duy trì được chức năng vận động đó, để khi chúng ta có già, có bị thoái hóa đi thì chúng ta vẫn làm những cái việc sinh hoạt hàng ngày như là đứng lên ngồi xuống, rồi lúc đó có con cháu gì đó ẵm được hoặc là tự đi vệ sinh được mà không cần nhờ đến ai, thì cái đó là cái việc hạnh phúc của cái người già rồi ha. Thì đó chúng ta sẽ tập trung vào phát triển những cái chức năng vận động nền tảng. Rồi. Và ở đây cũng có nói đến việc đi bộ, đi đứng. Kiểu khi chúng ta lớn tuổi sẽ mất dần chức năng thăng bằng á, nên chúng ta đi lại cũng sẽ kém hơn, và từ cái việc đi lại ít hơn nên chúng ta sẽ không muốn đi nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn nên tập và nên đi. Vì cơ thể luôn, các bạn luôn luôn nhớ một cái concept, một cái khái niệm về cái chuyện là chúng ta phải dùng nó hoặc là mất nó, use it or lose it. Cơ thể chúng ta có mà chúng ta không xài thì nó sẽ mất. Rồi, khả năng hoạt động hàng ngày, normal activity, daily living. Chức năng. Để mình xem một xíu cái này, nhắc lại. Rồi, tập luyện đối với người lớn tuổi cũng có thể tập cardio cường độ thấp đến trung bình và tập luyện kháng lực kết hợp. Tập luyện kháng lực đối với người lớn tuổi để duy trì được khối lượng cơ và hạn chế cái việc bị dị hóa cơ bắp do lão hóa. Và khi duy trì được mức cơ bắp thì chúng ta sẽ giữ được cái lượng sức mạnh của cơ thể. Và bên cạnh đó, tập luyện chức năng để có thể fit những cái sai lệch tư thế cũng như là cái biên độ vận động trong suốt thời gian đó, dù cho có lão hóa. Rồi. Rồi đối với người cao tuổi chúng ta phải thực hiện cái PQ này trước khi training cho họ. PQ là cái gì các bạn? PQ. PQ này là gì? Bảng đánh giá khách À, hàng à, bảng đánh giá thông tin khách hàng. Thông tin khách hàng bao gồm
công việc, nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm tập luyện, có sử dụng thuốc gì không, có bệnh lý gì không, tất cả các thông tin liên quan về cái đối tượng khách hàng đó. Rồi đánh giá tư thế của khách hàng. Có chúng ta sẽ thực hiện overhead squat nè, như người bình thường. Rồi tư thế ngồi, thêm vào tư thế ngồi, tư thế đứng. Rồi tư thế đứng, tư thế này là đứng lên từ vị trí ngồi, khả năng đứng lên ngồi xuống giống như squat á. Thì ví dụ người ta không có thực hiện squat ngồi xổm được nhiều thì chúng ta sẽ cho áp dụng bằng việc ngồi từ ghế và đứng dậy, cái biên độ sẽ ngắn hơn. Hoặc là khả năng thăng bằng bằng một chân đó, để mình đánh giá về tình trạng khách hàng. Rồi cũng có thể tập luyện về flexibility để cải thiện bằng việc tập SMR nè, hoặc là static stretch. Rồi tổng hợp lại, chúng ta sẽ có hai cái bảng, cứ mỗi một đối tượng chúng ta sẽ có hai cái bảng này. Ở trên là những cái thông tin liên quan về lứa tuổi và đối tượng training. Ở dưới là chỉ dẫn, guideline, chỉ dẫn để lên một chương trình tập phù hợp. Thật ra nó hai cái này cũng như như nhau, đọc qua thì nó cũng như nhau. Rồi, về vấn đề liên quan về sinh học, sinh lý, khả năng tối ưu về lượng oxy và nhịp tim sẽ bị giảm khi mà tuổi mình tăng cao. Đây là hai yếu tố liên quan về sinh lý. Thì như vậy chúng ta sẽ đưa cho cái chương trình tập như thế nào, là từ thấp với cường độ thấp và tăng dần, dao động từ 3 đến 5 ngày mỗi tuần. Tập luyện nếu mà thiên về cải thiện sức bền cardio sẽ dao động từ 30 20 đến 45 phút. Rồi cường độ thì dưới 80%, 45 đến 80%. 80% này thì sức nặng cũng tương đối á, chứ cũng không phải là yếu lắm đâu, cũng được á. Nếu mà có tập luyện có nền tảng thì tập cũng khá nặng, với lại cũng phải tùy theo đối tượng đó là có tập luyện hay không nữa. Phần trăm body fat sẽ tăng dần, kể cả và khối lượng xương và cơ bắp thì lại giảm dần. Body fat tăng, xương và cơ giảm dần theo thời gian. Thì nên khuyến khích tập luyện kháng lực, tập luyện kháng lực với việc tăng tạ chậm, tăng cái intent chậm thôi. Ví dụ người bình thường mỗi tuần lên mỗi tuần lên cứ 2,5 kg hoặc 5 kg, nhưng mà đối với người lớn tuổi thì mình tăng số rep trước, cũng tăng rep trước, hoặc là mình kéo dài cái duration ra, ví dụ cùng mức tạ đó cho họ tập 2 hoặc 3 tuần cho nó, cho họ quen được cái khối lượng đó, rồi mình hãy tăng dần volume hoặc là cái intent lên. Rồi ví dụ tập ở đây 1 đến 3 set của 8 hoặc 10 bài tập, 8 đến 20 rep. Rồi, ngưỡng rep trung bình đến cao ha, thì khối lượng sẽ không nặng. Đó, khi chúng ta nhìn vào volume như vậy, chúng ta sẽ tự hiểu là intent không có cao, intent phải vừa phải hoặc là thấp. Rồi mỗi section sẽ dao động 20 đến 30 phút. Rồi tập luyện thăng bằng đi, khả năng đi lại và kiểm soát cơ thể, hàng kinh cơ. Nên chọn các bài tập tăng tiến làm sao cho an toàn, đảm bảo an toàn và hạn chế cái việc họ có thể bị té ngã và những vấn đề về chân, bàn chân. Về cardio, có thể tập luyện thay vì chạy bộ thì chúng ta có thể gợi ý tập luyện đạp xe trên máy đạp, đạp xe hoặc là đạp xe ngoài đường cũng được, hoặc là những hoạt động dưới nước. Hoạt động dưới nước sẽ có lợi cho, không phải là gọi là có lợi cho xương khớp, mà là nó sẽ giảm áp lực lên xương khớp, bởi vì nó đã cái phần, ví dụ bơi đi, nó sẽ giảm được cái trọng lực đè lên cái hệ xương khớp của mình, sẽ hạn chế tổn thương hơn. Còn tập luyện kháng lực bên trên là để duy trì hoặc là phát triển cái phần cơ xương ha. Rồi nên kết hợp nhiều dạng khác nhau. Rồi ưu tiên tập luyện các bài tập tăng tiến dần từ việc tập luyện từ các dạng máy ngồi tập và tăng dần lên tư thế đứng tập. Rồi đánh giá,
High rate of growth. Cái này là gì? Theo đây. Chính thức phải đánh giá mặt tập thể dục. Theo dõi nhịp tim khi tập luyện, theo dõi nhịp tim để luôn giữ cho họ trong cái ngưỡng an toàn để tránh bị cái việc tăng huyết áp. Rồi, cái đó thì chúng ta phải dựa theo cái bài cardio á, tính ra nhịp tim cái ngưỡng nào là ngưỡng an toàn cho cái đối tượng này. Ngưỡng trong thường sẽ là dao động khoảng cỡ stay 1 thôi, stay 1 hoặc có thể stay 2 đối với người nào khỏe mạnh, stay 1 hoặc 2 thôi. Rồi, và chú ý về việc họ đang sử dụng thuốc nào nữa và nó có ảnh hưởng đến việc tập luyện hay không. Đến bài, đến cái đoạn mà bệnh nhân tiểu đường, chúng ta sẽ nói về cái việc dùng thuốc này. Rồi, về cái guideline. Guideline cũng sẽ nhắc lại về cái phần trên kia thôi. Đó. Cái này coi vô các bạn hiểu liền thôi. Rồi, béo phì. Đối tượng béo phì. Rồi, cái phần người cao tuổi này chúng ta có thắc mắc gì không? Các bạn có thắc mắc gì về đối tượng người cao tuổi hay không? Hay có câu hỏi nào không? Thịnh có câu hỏi nào không? À, em hỏi đi. Câu hỏi này nó cũng không hẳn là người cao tuổi lắm, nhưng mà kiểu nó dành cho người mới tập ấy ạ. Thì thường là những cái người mà họ mới tập thì họ sẽ rất là dễ bị kiểu tụt huyết áp ấy ạ. Thì là em muốn hỏi rằng là bình thường anh dạy thì những cái khách hàng mới tập của anh thì có bao giờ kiểu như là người ta tụt huyết áp đến mức độ mà kiểu một là nôn này, hai là tím tái hết mặt mày, và nếu mà anh từng có khách hàng như thế thì cái cách xử lý của anh lúc đấy là như thế nào ạ? Thật ra là anh không có đo huyết áp nên anh không biết là họ có tụt huyết áp hay không. Nhưng mà có một số khách hàng á thì khi tập xong có bị ngất đi khoảng mấy chục giây, hoặc là có một lần anh Quân tập với anh, nhưng mà lúc đó anh cũng chưa học gì hết nên anh Quân chưa biết tập cái gì và cũng ít tập, mà mới vào mình nghĩ bạn muốn giảm cân thì mình cho bạn tập cardio, mình cho bạn tập HIIT, xong bạn ra bạn ói sấp mặt luôn, xong rồi bạn ói rồi bạn cũng bị tím tái, bạn bị xanh mặt mày, một phần là do bạn ăn chưa tiêu hết nữa nên bị xanh mặt. Lúc đó là anh thấy trạng thái bạn bị xanh là do bạn bị nghẹn á, bạn bị ói ra nhưng mà ói chưa hết, nó bị nghẹn ở cái đường thở nên bạn không cấp máu lên được á, nên sau đó bạn có uống nước thêm thì lúc này nó kiểu kích thích cái việc ói ra, thì sau khi bạn ói hết thì cái mặt bạn hồng lại, thì lúc đó cái hệ thống hô hấp bình thường lại. Đó là một cái kinh nghiệm. Còn cái việc tụt huyết áp thì làm sao em biết là tụt huyết áp hay là do bị cái gì? Tại vì mình hầu như không có ai có chuẩn bị một cái máy đo huyết áp. Cũng không hẳn là tụt huyết áp, mình biết là tụt huyết áp nhưng mà kiểu như là môi của người ta kiểu như là mặt người ta trắng bệch lại, xong môi thì thâm xèo lại anh. Giống tụt đường hơn. Cảm giác nó sẽ giống tụt đường hơn. Mà lúc đó thật... bóc cục kẹo. Bóc cục kẹo hoặc là ngay lúc đó hầu như mọi người hồi trước truyền miệng với nhau á là khi mà khách hàng bị những vấn đề như vậy, không bị ngất đi thì sẽ pha nước đường cho uống để cấp đường nhanh nhất. Anh có gặp trường hợp hình như là hai lần có người bị ngất lúc mà đang tập. Một lần á là do bạn này, bạn nữ, bạn ngủ dậy lúc 10, 12 giờ trưa, xong rồi đến 3 giờ chiều bạn đi tập mà bạn không ăn gì hết. Thì các bạn có thể hiểu là bạn đó ngủ một đêm rất là dài và chưa có nạp gì hết. Nên khi mới vào đi bộ được 10 phút và qua đang đứng coi mình hướng dẫn tập bụng thì tự nhiên ngã nhào vô, mà lúc đó là kiểu cái máy mình đá bụng dưới á, thì nên ngã vào cái người mình nên mình đỡ được ha. Đó là một, anh mình nghĩ lúc đó là do tụt đường chứ không phải là, một phần có thể tụt đường cũng sẽ dẫn đến tụt huyết áp, cái này mình chưa tìm hiểu, có thể chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Rồi một cái nữa thì cũng một bạn nữa cũng đang tập bình thường, nó không có một cái triệu chứng gì hết, đang tập bình thường qua một bài, nhưng bản thân người đó trước khi bị ngất họ sẽ cảm thấy nó hơi hơi có gọi là
không có nghĩ được gì nữa hết á, thì lúc đó họ ngất. Họ ngất xong khoảng mấy chục giây họ tỉnh. Thì trường hợp đó thường sẽ kêu mọi người tản ra, xong rồi pha nước đường uống. Và ở mức độ đó. Tại vì thật sự lúc mà học về CPR á, những cái phương pháp sơ cấp cứu á, sơ cấp cứu hô hấp nhân tạo hoặc là ép ngực chẳng hạn, thì chúng ta không có biết, chưa có biết rõ là tình trạng cái người đó đang bị như thế nào. Chúng ta phải xác định coi họ đang bị cái gì trước đã. Nhưng mà thật sự lúc đó nó diễn ra rất là nhanh, mấy chục giây là chúng ta phải phản ứng liền. Thì hầu như là theo kinh nghiệm và theo phản xạ, mọi người sẽ cố làm là phải tản hết mọi người ra, không cho ai tập trung bu lại coi hay gì hết, để người ta có thể đang bị ngất thì người ta có thể thở được. À, lưu ý là đối với người bị ngất hoặc là bị cái gì đó bất tỉnh đi, chúng ta phải lại nghiêng cái người họ qua một bên để họ nằm nghiêng ha, đừng có để họ nằm ngửa. Tại vì khi họ nằm ngửa, lúc này kiểu hệ thần kinh không điều khiển được nữa, thì không điều khiển được cái gì trên cơ thể. Lúc này cái lưỡi á, sẽ bị đẩy vào trong, nghẹt cái đường thở. Được không? Các bạn có thể note này lại. Nên chúng ta sẽ lật cái người họ nghiêng qua một bên để cho họ thở. Ha. Thì lúc này cái lưỡi sẽ nghiêng một bên, nó thông cái đường thở, họ sẽ thở được. Chứ mà mất oxy là họ sẽ nằm luôn á. Được không? Còn cái vấn đề tụt huyết áp, chắc phải tìm hiểu lại, xong rồi mình sẽ trả lời sau. Ok. Ok. Tại vì bình thường là ở phòng em cũng có nhiều, nhiều lắm. Tại vì toàn kiểu, toàn những người kiểu chẳng bao giờ đi tập ấy, sau đi tập sau toàn kiểu tím tái hết mặt mày. Thì thường là ở phòng em lúc nào cũng có kẹo gừng cho mọi người ấy. Thì đúng là ăn một cái kẹo gừng xong cái là mọi người, hoặc là có người thì ăn hai. Thì là đều kiểu như là hồi phục lại. Nhưng mà công nhận là ở phòng em nhiều lắm anh ạ. Mà tức là cũng là tập nhẹ thôi, bởi vì là mình biết rằng người ta kiểu không bao giờ đi tập ấy ạ. Thì mình lúc nào cũng khuyên người ta là, hoặc là mình cũng để cho người ta tập nhẹ thôi, nhưng mà kiểu không nghĩ người ta lại nhanh tột được như thế anh ạ. Nhanh tím tái mặt mày như thế. Có thể là những trường hợp đó có thể là do bị tụt đường á. Tụt đường huyết thì chúng ta có thể tìm lại coi dấu hiệu của tụt đường huyết, toát mồ hôi lạnh rồi choáng, những cái dấu hiệu cơ bản của tụt đường huyết. Sạch là sẽ ra ngay cái tụt đường huyết này, tại vì nó khá phổ biến. Dấu hiệu. Đây, run rẩy, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, tim đập nhanh, bắt đầu sẽ thấy hồi hộp, tim đập nhanh, đồ, thị lực giảm, cấu gắt, đó, da bắt đầu tái nhợt. Đó, dấu hiệu này khá giống với tụt đường huyết hơn so với việc là tụt huyết áp. Rồi đối với người béo phì thừa cân, thì ở đây người ta dùng BMI để xác định người nào là thừa cân hay béo phì. Thì cứ trên ở đây để xem trên bao nhiêu nè, 25 à, từ trong ngưỡng này ha, 18.5 đến 24.9 là bình thường khỏe mạnh, ít hơn 18.5 là thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng. Còn trên mức này là thừa cân, trên mức 25 là thừa cân là overweight, còn nếu trên 30 thì là béo phì. Được không? Đó, người ta xác định vậy dựa trên BMI. BMI tính như thế nào? BMI lấy trọng lượng chia cho chiều cao nhân 2, chiều cao bình phương. Rồi, trọng lượng chiều cao bình phương nó sẽ ra số BMI. Nhưng mà nó sẽ không chính xác lắm. Đây là một chỉ số tương đối để tham khảo đối với người bình thường. Còn đối với mấy người tập tạ chẳng hạn, tập thể hình đi, thì khối lượng cơ họ lớn nên đo cái này sẽ không đúng. Mấy anh mà thể hình lúc nào đo không thấy bị thừa cân béo phì hết trơn. Tại vì lúc này cơ nhiều rồi, nó sẽ không còn đúng về cái khối lượng trên chiều cao nữa. Và cái chỉ số này khi mà ở ngưỡng 30, 25, 30 đó, thì nó sẽ dễ mang đến những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh mà đi kèm với béo phì như là động mạch vành, tiểu đường, cao huyết áp chẳng hạn. Rồi, có nhiều nguyên nhân dẫn đến béo phì,
Nhưng mà cái nguyên nhân chính người ta xem là ở cái việc cân bằng năng lượng, nạp vào quá nhiều so với cái lượng đưa ra quá ít, không đảm bảo được calorie balance, bị dư thừa calo, và nó đã trở thành một cái gọi là bệnh lý phức tạp rồi. Đối với đối tượng này thì huấn luyện viên, important for personal trainer nè, huấn luyện viên nên làm việc với cái người mà dietitian ở đây tức là những cái chuyên gia dinh dưỡng á. Ở nước ngoài huấn luyện viên không viết program về ăn uống, không viết meal plan cho khách hàng, tại như vậy không có đúng vai trò huấn luyện viên, mà huấn luyện viên phải liên hệ với người chuyên gia dinh dưỡng này để coi coi cho ăn uống cái gì, và mình sẽ tập luyện theo mức giống như mình sẽ coi bữa nay ăn nhiều carb hay ít carb hoặc lượng fat như thế nào cho nó phù hợp, với mình sẽ thiết kế chương trình phù hợp với cái đường ăn như vậy, chứ mình không có cung cấp về lời khuyên về dinh dưỡng cho họ ha. Rồi 5.10 không, thì ở đây người ta ước tính trung bình đối với người mà sedentary á, người ít vận động á, thì sẽ có thể tăng 5 pound cho mỗi 10 năm. Cho mỗi 10 năm thì chúng ta có khả năng tăng được 5 đến 15 pound trọng lượng cơ thể. Decay ở đây là thập kỷ. Cho mỗi mỗi 10 năm thì tăng từ 5 đến 15 pound. Mà mình nghĩ đôi khi nếu mà ăn uống không điều độ sẽ tăng nhiều hơn này nhiều. Rồi. Vấn đề mà những cái nghiên cứu thì nói cái về về cái vấn đề mà béo phì này á, không liên quan nhiều đến vấn đề về tuổi tác, mà nó liên quan đến cái gọi là lifestyle và khả năng tập luyện vận động của họ. Những người ít vận động và lifestyle không tốt thì dễ khả năng béo phì hơn, chứ không phải ai bị già hoặc lớn tuổi cũng béo phì ha. Thì khi một người béo phì nói là càng lớn tuổi càng béo phì thì không phải, phải coi lại phong cách, là cái lifestyle, cái thói quen sống của họ như thế nào để điều chỉnh. Rồi tập luyện đối với người béo phì thì bởi vì cái béo phì á, nó đến từ cái phong cách sống, cái lifestyle, nên chúng ta phải sửa cái lifestyle chứ không phải sửa cái gì hết. Thì bằng việc gì? Bằng việc tăng cường tập luyện hơn và điều chỉnh cái dinh dưỡng lại, hai cái đó thôi. Nên ở đây người ta mới nói về cái việc hoạt động thể chất và tập luyện đó là cái điều quan trọng nhất đối với người muốn giảm cân trong thời gian dài, cái long term. À, cái long term này nhấn mạnh ở chỗ long term. Ở mình á, hầu hết các khách hàng đến tìm đến người huấn luyện viên khi họ muốn giảm cân trong thời gian ngắn hạn, hay mình có thể gọi là event, một cái sự kiện gì đó ngắn trong cái short term. Và họ nghĩ giống như mua dịch vụ huấn luyện viên như mua một món hàng, mua mua bỏ tiền mua thì sẽ được ốm. Thật ra không phải vậy, mà là nó phụ thuộc vào cái khả năng họ thay đổi cái thói quen. Cái người huấn luyện viên sẽ hướng dẫn cho khách hàng làm thế nào để có thể có được cái lối sống tốt hơn, tập luyện tốt hơn, đúng hơn, an toàn, và ăn uống như thế nào để có thể giảm cân được. Và cái điều quan trọng là duy trì được cái chuyện đó, chứ không phải là giảm cân xong qua cái đợt đám cưới sinh nhật gì đó thì lại lên cân. Nên nên chúng ta phải làm việc tư tưởng với những đối tượng khách hàng muốn giảm cân. Về đó là họ phải thay đổi về cái mindset. Và chúng ta cũng nên kiểu chúng ta hiểu vấn đề này, chúng ta tư vấn thay đổi cái mindset của khách hàng để tránh cái việc là khách hàng cứ nghĩ là cứ nghĩ là à được, kiểu một phát ăn ngay nhanh được hết. Mà từ từ cái việc mà nhu cầu khách hàng muốn được liền trong cái thời gian ngắn như vậy á, nó lại sinh ra những cái mà như là
trà giảm cân cấp tốc hoặc là thuốc giảm cân cấp tốc chẳng hạn như vậy, hoặc một phương pháp nào đó giảm cân thần kỳ cấp tốc trong thời gian ngắn, một tháng giảm 5kg, 10kg, thì những cái đó thật sự nó sẽ không tốt đối với cái đối tượng khác, cho đối tới với cái người tập ha. Thì ví dụ khách hàng có hỏi, có nói là họ muốn như vậy, họ muốn giảm ngay 5kg một tháng, hoặc là 3 tháng giảm 10kg hay gì đó, thì chúng ta phải tư vấn cho phù hợp. Phải làm rõ vấn đề là cái đó là không tốt cho sức khỏe. Có thể nó có thể làm được bằng nhiều cách, nhưng vấn đề đặt ngược lại vấn đề hỏi họ là nhưng sau đó nó lên ký lại hoặc là ảnh hưởng sức khỏe thì nó có đáng hay không, hay là chúng ta nên duy trì một cái lâu dài hơn, lâu bền hơn và ngày càng khỏe mạnh hơn, thì tự động cái vóc dáng thay đổi sẽ phù hợp hơn, sẽ đẹp hơn thôi. Rồi đối với người thừa cân sẽ tập trung vào cái việc giải phóng năng lượng, tăng cường cái việc giải phóng năng lượng bằng việc ăn lean hơn, hạn chế calorie nạp vào và tập luyện để tăng cường cái mức calorie giải phóng ra ngoài. Và bên cạnh đó cải thiện được khả năng thăng bằng và khả năng đi lại. Tại vì người béo phì cũng dần kiểu mất đi chức năng vận động gọi là linh hoạt á, biên độ vận động sẽ kém hơn, rồi thăng bằng cũng sẽ kém hơn so với người bình thường. Nên sẽ chú trọng vào tập luyện những cái này. Thăng bằng nè, giải phóng năng lượng nhiều hơn, rồi khả năng kiểm soát motor unit nhiều hơn. Rồi để xem còn gì để nói. Rồi tập resistance cho đối tượng này, ok. Resistance hoặc là resistance training có thể tập luyện cho đối tượng này để làm gì? Để tăng được cái lượng cơ nạc trong cơ thể, tăng lượng cơ nạc. Tăng cơ nạc thì sao? Thì BMR tăng theo, chỉ số chuyển hóa tăng theo, thì giải phóng năng lượng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì xây dựng cơ bắp nhiều hơn và tập có thể tăng dần cái mức độ tập khó hơn, intense khó hơn, volume cao hơn. Đó, intense volume cao hơn hết. Thì từ đó sẽ càng tiến bộ hơn. Rồi. Ở đây ví dụ như một số bài tập người ta, chúng ta có thể đánh giá khách hàng trước khi cho họ tham gia tập luyện bằng các bài tập như là pushing, pulling hoặc là squat assessment để đánh giá tư thế. Đối với khách hàng này chúng ta sẽ không đo cái skin fold, đo cái phần trăm body fat, tại vì lúc này nó